Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu sử Sa Huỳnh. Trong nền âm nhạc đương đại Việt Nam hiện nay, cái tên Sa Huỳnh là nhân tố có sức ảnh hưởng lớn. Cô gái nhỏ mang trong mình một khát vọng lớn, luôn biết cách làm mới bản thân và tạo nên sự khác biệt so với số đông còn lại. Sa Huỳnh có tên thật là Lương Sa Huỳnh, sinh năm 1988, người con gái Cần Thơ hào sảng, phóng khoáng nhưng lại có phong cách âm nhạc khá u buồn trầm lắng. Cô được khán giả ghi nhớ bằng những bài hát đi trước thời đại mang nét đặc trưng của một nhạc sĩ lớn đầy tiềm năng. Sự nghiệp của Sa Huỳnh gắn liền với tên tuổi của nam ca sĩ Tùng Dương. Bộ đôi đã cùng nhau tạo ra hàng loạt show diễn chất lượng, thể hiện đẳng cấp vượt trội. Họ tỏa sáng bên nhau như suốt hơn một thập kỷ. Ít ai biết rằng Sa Huỳnh vốn là con nhà nòi. Cô là con gái rượu của nam nhạc sĩ Triều Dâng. Chính ông là người đã thổi hồn âm nhạc vào tiềm thức của cô. Theo chia sẻ của nữ nghệ sĩ, bố cô đặt tên Sa Huỳnh cho cô bởi ông mong muốn cô có thể được sự mặn mòi của biển cả Sa Huỳnh. Hy vọng đứa con gái bé bỏng mang chất mặn ấy trong từng sáng tác âm nhạc của mình. Cô gái Cần Thơ từng là bạn học của Lê Cát Trọng Lý. Năm đó, Lý học viola, Sa Huỳnh học piano. Sự nghiệp của Huỳnh không quá rầm rộ như những ca sĩ, nhạc sĩ khác. Cô cứ âm thầm lặng lẽ đi trên con đường của riêng mình. Bắt đầu bài hát Việt năm 2007 với ca khúc Về Ăn Cơm, cô đoạt giải nhạc sĩ triển vọng của năm. Tiếng vang đó đã mang lại cho Sa Huỳnh có nhiều triển vọng hơn. Tuy nhiên, nhiều người nhận xét sáng tác của Sa Huỳnh thường đi ngược với xu hướng. Cô không chạy theo những gì thịnh hành. Nữ nhạc sĩ đi theo hướng âm nhạc chính thống của sự phiêu du tự tại của một tâm hồn thi sĩ. Chính vì thế, những bản nhạc được ký bút bởi Sa Huỳnh chưa thể bùng nổ trên thị trường. Giới âm nhạc tương truyền rằng Sa Huỳnh và Tùng Dương là bộ đôi hoàn hảo. Họ đã đi bên nhau trong suốt chiều dài sự nghiệp của đối phương. Thành công của họ luôn mang trong hình bóng của một nửa còn lại. Sa Huỳnh đã từng đùa rằng, tôi đi bên chồng bao nhiêu năm thì cũng từng ấy năm tôi đồng hành cùng với Tùng Dương. Cái bắt tay đầu tiên của cặp đôi chính là bản hit Ly Ti năm 2010. Đây là bài hát chủ đạo của nam ca sĩ giúp cho anh đoạt được giải album vàng, giải âm nhạc công hiến lần thứ 6 và ca sĩ của năm vào năm 2011. Với nữ nhạc sĩ, Tùng Dương là sự trung thành và trung thủy. Cô tâm sự, tôi và Tùng Dương là anh em rồi, đời người chỉ có một vài lần 10 năm khi đã gắn kết lâu như vậy sẽ tạo nên thói quen trong âm nhạc lẫn cuộc sống. Trong cuộc đời Sa Huỳnh có 3 người đàn ông quan trọng nhất. Một người là bố cô, một người là chồng cô, nhạc sĩ Duy Hùng và người thứ 3 chính là Tùng Dương. Hết 80% suy nghĩ trong âm nhạc của tôi dành cho anh Dương. Cứ như thế, sự đồng điệu giúp cho họ đi với nhau từ Ly Ti, Độc Đạo, Mang Thai đến Human, tất cả đều thành công vang dội. Họ biết đến những kén nhất trở thành trào lưu phổ biến nhất. Kết hôn ở tuổi 20 có là sự lựa chọn sáng suốt. Bài hát Việt không chỉ nâng bước cho sự nghiệp của Sa Huỳnh mà chính nó còn giúp cho cô tìm được lang quân như ý, nhạc sĩ Duy Hùng. Anh đã từng nhận xét về vợ. So với những bạn bè cùng độ tuổi, cô ấy trưởng thành hơn rất nhiều. Sa Huỳnh có tâm hồn rất sâu sắc, suy nghĩ chín chắn và luôn nghiêm túc hết mình trong công việc. Cô ấy cũng là người khó tính trong âm nhạc, không dễ dàng chấp nhận lời ca hời hợt hay bản phối vội vàng. Không phải ai cũng có thể hát nhạc của Sa Huỳnh. Cô gái nhỏ này thực sự rất kiên định với những điều mà mình đã lựa chọn. Cô chưa từng có ý định bỏ cuộc. Hôn nhân và gia đình là những gì cô đã giữ gìn trong suốt nhiều năm. Đó không phải sự bồng bột của tuổi trẻ. Ước hẹn đó chính là trăm năm. Cặp đôi đã cùng nhau nỗ lực, cùng nhau cố gắng đi trên đôi chân phi thường của mình. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.